em quay riêng con gian ma mấy ngàn không biết đâu, bắt đầu đây 60 nè. Quá hơi rồi. Mới đấu là đầy đỉnh đó. Mới đấu chạy mạnh hơn mấy ghim. Chơi nữa vậy thế luôn, ghê không? Lúc lúc 3.220 mấy chỗ này là con máy đã thua rồi. Nó nhỏ xíu xíu hả, nó nhảy xuống giống lại là nó ở đây luôn. Ra cái xác con này còn nhỏ hơn Shibuga 2.6 mình thấy nó còn bự hơn này, này nhỏ xíu xíu. Chạy dạng xới gì những mít gử cái gì mới được mít gử không? Chạy xuống đó ủi em chừng 3-4 tiếng rồi. Ủi hả? Chắc ông Út tôi không ủi nữa gì á. Hả? Ha, sới vậy đi không nổi luôn. Cái máy này đấu nó sới mạnh hơn máy đó. Máy đó thì chứ nó sới sâu nó sới đâu nổi đâu. Sới được ở sâu nó lì. Ừ, xuống nó hự không à. Làm mặt cam lại hả? Từ nào ông thấy ông có ủi thì chú ủi của em luôn. Ủi dùng 3-4 tiếng nha. À, mai đâu mà chạy sướng mà. Bám công mà trong em sẽ có đổ cái lỗ bự ra rồi. Bỏ ra đó chừng trong mấy bỏ rồi, sướng không bỏ rồi. Má đời này có số trên tay nên chạy sướng vậy. Ừ. Tới lui. Im ha. Máy đó chứ chạy được số 4 chậm thôi chứ lẹ lên chạy cũng đâu chạy nổi đâu. Mới thấy nó vậy chủ mẹ máy cho mẹ sới đậu sâu con máy này không? Dễ gì. Chờ đậu há văng cái nắp này luôn rồi hả? Văng rồi. Ù. Ba đầu quỷ này hư hao gì nó đâu. Thì sới này mất 6 quá. Bữa hổm chạy lại đâu mà hai chiếc lại trơn hả? Đó. Lại lại cột vô cái cây lên luôn rồi. Má nhỏ nhỏ con ghê hồn.
gọn gọn này chạy đá. Nói vậy đi lầy. Sao không lấy tạ đầu máng vô cho nó không tháo tháo tạ đầu ra nó chỉ xịu hả? Nó không mang tạ đầu vô, nó cái đầu nó dở đầu vô lắm. Đây tạ của mới nó đem lên dặn nó cắt hết trơn rồi. Thế vậy chứ nó chạy đi lầy dở bẹt. Chạy lầy đâu hay bằng hai chiếc nhỏ vậy đâu. Nhiều quá. Chín nhiều. Bữa nay cái này chưa đã ăn sao? Chưa. Chiều nay em họ. Không có tài xế sao chạy ở nhà? Đu đu. Cái sò điện xới trầm nhiều nhất quá nó chảy tùm lum đi. Sầu lắm.